Sắp tới rồi con, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Ồ, cái xe này nó bị gì hả? Gì? Có cái xe bến nó bị gì kìa. Sao vậy? Cái rồi. Hả? Bị bã. Ừ, có cái xe bến bị gì đi. Cái gì quá vậy? Mẹ đâu có biết. Ở đây xe bến muốn ngừng là kéo cái dây này nè. Phải không? Nói con nói bằng ngừng biết đi. Phải không? Muốn ngừng là mình kéo. Không stop gì hả? À, cây này xanh màu đỏ. Thì phải stop. Cái này chắc bơm bơm lắm á. Hả? Con cứ gọi con xin xin the water has water. Cái loony bird cracked and hecky loony bird up. Không, next stop là mình sẽ xuống. Next stop đó là mẹ sẽ kéo cái dây. Ở đây là người ta sẽ tới. Kéo dây, kéo dây. No, next stop rồi. Kéo dây mà. Từ từ rồi em kéo dây. Next stop em kéo dây. Xe chạy rồi. Rồi. Rồi em kéo đi. Em kéo next stop đi. Thôi em phải kéo cho. Ừ, next stop, ok. Next stop mình sẽ ngừng. Hiểu chưa? Dang. Đã tới library ở kia bên này nè. Yeah. Em đi xuống, em phải say thank you nha. Bye. Say thank you. Thank you, bye bye. Wow. Em lại coi rùa không? Rùa đâu rồi? Rùa ngủ rồi. Rùa ngủ rồi. Hôm nay rùa ngủ rồi. Đây. Nó lạnh nó rùa ngủ rồi. Rùa ngủ rồi. Con giới thiệu mọi người mình đã tới đâu rồi nè. Nói đàng hoàng chứ. That's a pond. Giờ mình đi dạo cái pond không? Đây, đi dạo quanh pond nha. Cái pond ở đây nó rất là dơ. Có rất là nhiều cất dịch, cất rùa. Check it out. What is that? Cái gì? What is that? Cái đó để cái gì mẹ không biết nữa. Rác hay gì á con? Đúng bubble. Bubble hả? Bubble đến làm bubble. Có rất là nhiều dịch. Nên thành ra cất dịch nó cũng rất là nhiều. Ở dưới mẹ, đi ơi. Sao con chưa không? Sao? Chó trụ cho cá. Có con chim cò kìa. Giống con cò nữa nè. Giống cò không? Flamingo giống flamingo em bé hả? Không phải flamingo đâu. Giống em bé flamingo. Vậy hả? Giống cò không? Để mình lại gần mình chụp nó nha. Mờ quá. Ồ, đây đó mù quái. Để mẹ lấy máy ra mẹ chụp nha. Giờ mẹ tắt nha. Bye bye đi em. Bye bye mọi người đi.